yêu quái. Con gái ơi, con ở đâu? Con gái ơi, con ở đâu? Sư phụ, nguy rồi, bà cụ đang đi tìm con gái đấy. Sư huynh, không nên nghĩ nhiều, nơi hoang dã này sao lại có bà cụ già? Xin hỏi trưởng lão có gặp một cô gái đi đưa cơm không? Không thấy, không thấy, không nhìn thấy. Con gái ơi, con gái của ta. Bà cụ ơi, sư phụ. Bà cụ ơi, sư phụ từ bi, mau mau nói cho ta biết tại sao con gái ta chết ở đây. Cũng chỉ tại bần tăng dạy dỗ đồ đệ không đến nơi đến chốn thôi. Là do đồ đệ của tôi, một nhà tu hành tốt người, đánh con ta chết một cách dễ dàng thế à? Mi phải trả con cho ta. Mi yêu quái, ngộ không? Tên phản nghịch. Thế nào, phu nhân? Cái thằng Tôn Ngộ Không quá là danh bất hư truyền. Vừa rồi khói đen là do tôi thả ra đấy. Không ăn thịt được đường tăng, ta không cam lòng. Phu nhân, phu nhân, bọn hòa thượng này đi nhanh lắm. Nếu qua dãy núi này là đến đất của người khác rồi. Ta quyết không để đường tăng rơi vào tay kẻ khác. Phu nhân ơi, đừng tăng từ tự như Phật, dễ đối phó thôi. Chỉ ngại cái thằng Tôn Ngộ Không thôi. Đã thế thì phu nhân phải...
Sư phụ, trên đường có nhiều yêu quái như vậy, nếu sư phụ không cho ta hàng yêu giết quái thì không thể đến Tây Thiên lấy kinh được đâu. Số ta đã định, nếu yêu quái có ăn thịt thì cũng tại số thôi, không khiến người quan tâm. Người về đi. Sư phụ, về đi. Sư phụ đuổi ta về cũng được thôi, nhưng đồ đệ còn canh cánh một điều rất lớn trong lòng chưa nguôi. Được gì? Sư phụ, đại sư huynh muốn chi hành lý đấy. Đại sư huynh không muốn về tay không đâu. Sư huynh đừng nghĩ xấu về đại huynh. Sư phụ, con chưa đền đáp được ân sâu nghĩa nặng của sư phụ. Ta đâu có ân nghĩa gì với ngươi. Đồ đệ từ khi đại náo thiên cung bị đầy ở chân núi Ngũ Hành, nhờ Quan Âm Bồ Tát khiến thiên được sư phụ cứu thoát. Nếu không phò sư phụ đi lấy được kinh để đền áp ân nghĩa đó, thì ngàn đời về sau sẽ chê cười lão tôn. Sư phụ, hãy nể Bồ Tát mà giữ đại huynh ở lại. Để đại sư huynh ở lại đi. Quan Âm Bồ Tát, sư phụ, đúng đấy, chính Quan Âm Bồ Tát bảo con là phải phò sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh đấy. Được, một lần nữa ta lại tha tội cho ngươi. Nếu giết người lần nữa, ta sẽ niệm thần chú 20 lần. Lúc đó có niệm đến 30 lần cũng được. Ha 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 ha